Đây, đây là cái món kích cuộn của mình nha các bạn. Các bạn nhìn thấy, nếu mà đẹp thì cho mình xin một like nha các bạn. Đây là món kính cuộn của mình, lần đầu tiên mình làm việc này nha các bạn. Đây là món kính cuộn nha các bạn. Hôm nay mình ăn cơm với cá rô chiên nha các bạn. Cá rô muối chiên với trứng, tàu hũ, cải ngọt. Cải ngọt này mình sẽ nấu canh với tàu hũ nha các bạn. Còn trứng chiên mình sẽ chiên còi cuộn. Đây nha các bạn, mình sẽ làm cái món trứng cuộn trước. Đó, bây giờ mình nêm nếm đầy đủ nước mắm rồi à. Đánh lên nha các bạn. Được chưa, được chưa? Còn trong tủ lạnh nè. Nó bỏ tủ lạnh. Rồi, bắt đầu mình sẽ chiên trứng cuộn nha các bạn. Đây, mình sẽ cho miếng dầu vô. Xong rồi mình sẽ lắc cái chảo cái cho dầu đều cái chảo nha các bạn. Đó. Còn cái kiểu thì mình làm theo cái kiểu giống như là mình sẽ đổ bánh xèo vô nha các bạn. Đó, mình sẽ làm một miếng tráng chảo trước. Đó, mình sẽ cho nó chán cái chảo đều ra trước các bạn. Thì mình mới phủ được nha. Lửa nhỏ lại. Quay vô nè, đó các bạn thấy không? Đó. Bắt đầu mình sẽ cuộn nha các bạn. Cho lửa nó mạnh lên chút để mình mới cuộn được nha các bạn. Mình dí vô cái chảo nè. Mình sẽ làm cái cuộn nha các bạn. Đây, rồi bắt đầu mình sẽ chừng nào nó sẽ gáo cái mặt rồi xong mình sẽ bắt đầu cuộn nha các bạn. Bây giờ có nghĩa là giống như mình sẽ đổ bánh xèo nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đây, bắt đầu mình sẽ cuộn nha các bạn. Đó. Đây, các bạn sẽ cho nó hơi đứng lên chút. Cái này là mình cho đứng quá rồi đó các bạn. Mình cho đứng hơi thôi. Rồi mình sẽ cuộn nha các bạn. Đây. Xong rồi mình cho cái trứng còn sống vô trong đây. Rồi mình sẽ cuộn lại từ từ nha các bạn. Đó.
cho lửa lớn lớn làm chút các bạn. Cuộn nha các bạn, đây cuộn nha. Rồi xong rồi một cuộn nữa là coi như xong, làm một quận nữa thôi. Xong mình cũng ở đây các bạn thấy đẹp các bạn. Đó. Mình sẽ lần đầu tiên cuộn là lần đầu. Lần đầu mình làm nha các bạn. Lần đầu mình làm chuyện ấy. Đó. Rồi mình sẽ cho ra dĩa nha các bạn. Đây, cá lóc với cá rùa muối của mình nha các bạn. Đây cái chảo mình bắt chảo nóng lên rồi, bắt đầu mình sẽ chiên. Mình sẽ chiên nha các bạn. Cá đồng mà muối chiên ăn với canh thôi là các bạn thấy hấp dẫn như thế nào ha các bạn ha. Rồi để mình chiên vàng ra rồi xong rồi mình sẽ mời các bạn ăn cùng anh em mình nha các bạn. Đây, đây là cái món thịt cuộn của mình nha các bạn. Nào, các bạn nhìn thấy nếu mà đẹp thì cho mình xin một like nha các bạn. Đây là món trứng cuộn của mình, lần đầu tiên mình làm việc này nha các bạn. Đây là món trứng cuộn nha các bạn. Rồi mình cái này là mình đang chiên cá lóc, cá rô. Mình chiên xong rồi mình sẽ dọn ra. Mình sẽ mời các bạn thưởng thức cùng anh em nhà mình nha các bạn. Đó, mình làm được một món hoàn thiện rồi, coi như là món trứng cuộn. Còn món cá lóc với cá rô chiên với món nấu canh nữa nha các bạn. Món cá rô chiên đây nha các bạn. Lên nhìn chiên được mỡ rồi đó. Thấy ngon các bạn. Mình chiên muối chiên. Rồi các bạn coi bà bánh. Phải ăn đi cưng, đi đâu nữa?
Mời các bạn ăn cơm nha các bạn. Ăn cơm ba món các bạn. Trứng cuộn, canh tàu hủ, cái đậu đồng chiên nha các bạn. Nhai sườn lòng ngon ngon lắm á mày. Mày nhai sườn luôn ngon mày. Đó mày mày thấy không? Con mày hay gì hết. Bà bán gì hả? Có chừng nóng không anh nha. Mấy cái gô này đúng cái điệu hồi ngày xưa luôn nè bay. Nhớ kỷ niệm quê luôn ha. Ở quê là đúng ăn cái gô này luôn á. Chiên gì? Nó cũng có trứng trứng ở trỏng rồi đó. Nó mới đẻ hồi đợt mà mới gạo lúa xong nè. Ngồi xích ga mình. Con cá rô mà tháng nào mà màng gan cái nó lòi kho mình kho khô cái nó lòi cái trứng ra chỗ cái bụng á, tháng đó mới ngon á, mềm úp ha, nấu với cái cành, nấu với cành chuột bông súng nữa một cái ha, nó lòi lòi cái trứng ra nhìn thấy đã thiệt chứ. Với cái sặc nữa. Cái sạc nó cũng có trứng gì cũng ngon nữa. Nhai luôn xương cá lóc, mày nhai thử xương cá rô luôn cá lóc. Ngon lắm mày. Chiên ngon. Mặn mặn vừa vừa. Mày lấy chân xuống rồi. Cái nồi cơm thấy nhỏ xíu vậy mà ăn hoài thấy không hết ha. Này cơm tao là cơm thịt xanh á. Không chứ biết mấy mày không 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 ai dành nó cái đó cho nên nó không ăn, nó ăn từ từ thôi. Như món cá rô của mấy mày đó có ai dành đâu. Rồi chào các bạn, chào mến. Chào tạm biệt các bạn nha các bạn. Hẹn các bạn lại tập sau các bạn ơi.